Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Bây giờ là phần tài năng. Những người xuất hiện sau đây, cái gì cũng có. Wow. Ông trời không lấy đi cái gì hết. Cái gì cũng có. Chào mừng quý vị đến với phần tài năng của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Well, on your mark, you get set. Can't forget to go. Teacher didn't know the flow is back like Joe. Like Joe. Yo, you nigga, they know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like. I begin to bring it straight from the cellar. Varela, pack your more hits to Lupinella. I swell her, nigga in his eye. If he test me, you don't impress me. Yo, your books kick the rest, G. Hey, yo, what up? Woo. You bringing the ruckus, no doubt. We's the roughest train. Same rain supreme like a cup is getting duckers. Yo, can't touch the flow. No. It's me, the nigga with G, the B, double O, K. So say yes, a bunch of caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Yeah, jigs do the hearts of them snakes, fake niggas. Some all up in my face, jealous of my take niggas. Shake your fingers, yeah, show me what you got. Dot tracks with real hip hop. Hip hop. Wah bam 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 bam. I'ma be on the next level, rocking over that bass trap. I'ma be chilling with my motherfucker crew. I'ma be making all the hills you wanna do. Wow! Wow! Rung sân khấu. Ở đây lớn tuổi nhất là con hả? Nhỏ tuổi nhất là ai? Giơ tay nào. Mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi sao không lo đi học mà lo đi nhảy? Dạ tại vì mẹ cho con đi học ý đi nhảy luôn. Bây giờ mình tập với nhau được bao nhiêu lâu rồi con? Dạ nhóm mới bắt đầu phát triển chắc là 1 năm rưỡi. Nhóm mình tên là gì? Dạ, nhóm tên là Joker Kiss. Vô tư Kiss hả? Joker Kiss. À. À. À, Joker. À, Joker. Kiss. À. Rồi, con là học lớp mấy? Dạ, con lớp 11. 11 sao lo học mà lo nhảy? Dạ, tại vì con coi đây là cuộc sống và là công việc của con sau này luôn. À, sau này là làm dancer, làm biên đạo luôn đó. Nên tập trung đó. Còn anh này nhảy sao mà tóc xù luôn vậy? Này là con xù tự nhiên hay là con đi uống tóc? Dạ con đi uống. Đi uống tóc hả? Uống về ba mẹ có la không? Dạ ba con kêu đi uống. Ba con kêu đi uống. Ba con chất ba quá chờ tiền luôn á. Ba con chắc hồi xưa cũng nhảy nhót phải không? Dạ dạ ba con đang nhảy. Ủa giờ ba con đang là nhảy luôn hả? Ba con nhảy ở đâu? Dạ ba con dạy từ con. Ủa? Dạ thật ra là anh Hải là anh đang nuôi tụi em và Hào. Và anh Hải là người dẫn dắt nguyên một nhóm này luôn. Thưa quý vị, tôi hỏi cho tôi biết hết. Ngày chưa chỉ có 3-4 em thôi thì Hải mới mang các em về, sau đó vừa nuôi vừa dạy vừa dựng bài tất cả mọi thứ. Thì các em sau này lớn quá và bây giờ nhiều em lạ quá, chứ hồi xưa có mấy em thôi. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta tới đây thể hiện một bài nhảy đồng đều đẹp và nó có thần thái. Nhìn bạn nào bạn nấy ra chất quá. Bây giờ sẽ có một màn để cho các cô chú sẽ đoán, nhìn vào cái màn nhảy của tụi con. Các cô ấy sẽ đoán các con sẽ làm như thế nào. Thì cái màn nhảy đó là gì? Dạ tụi con sẽ nhào lộn. Là Santo á hả? Vâng.
ai sẽ là người nhào lộn. Mời bước lên phía trước một bước. Đúng không? Dạ được. Không ổn tôi biết tôi mời người khác. Không ổn thì đi vô để chú mặc con Khoa ra lộn. Dạ ok. Ok rồi hả? Lát cái tính, lát mình tính chú mặc con Khoa sau. Tức là bây giờ nè, lát nữa hai cháu nó sẽ biểu diễn một màn lộn, thì con thử lộn một cái thôi để cho cô chú hiểu đó là gì. Ví dụ rồi rồi, cảm ơn con. Tức là hai con sẽ đứng hai góc, hai bên, sau đó lộn, đúng không? Rồi bây giờ để chúng ta thực hiện ước mơ mang về nhiều lần bốc thăm trúng thưởng ở cuối chương trình, thì mỗi vị trong đội khách phải chọn một vị trong đội nhà để cố vấn, để hỗ trợ, để mang về nhiều điểm thưởng. Mời chọn. Wow, Khoa thì kiểu như là người nông dân, quốc dân được mọi người yêu thích đúng không? Chất phát anh ạ, chất phát chị ạ. Chị Harry thì kiểu như là một cô gái rất là nhiều người yêu thích. Nhưng mà kiểu về lương lẹo thì không ai qua dạ. Ok em chào dạ. Xin lỗi, có đồng rồi. Có chồng tên là Trần. Ủa này, bây giờ mình chơi gì đâu? Ủa sao được khách mời được chọn mà? Khách mời có quyền chọn mà chủ nhà có quyền từ chối. Bây giờ em muốn người nào? Chị hốt em đi. Vậy thì chị hốt em. Chị hốt em. Chào. Quang có vẻ nó không muốn về bên em anh ạ. Không phải là có vẻ, nó không muốn thật lòng chứ phải có vẻ. Chứ em muốn ai? Đội anh là toàn quay trên 5 lần trở lên á. Có người trả giải thưởng, bớt giải thưởng lại cho chương trình mà. Nhưng mà chủ yếu là em chơi cái này là một bây giờ mình dùng trí mà lát mình phải dùng sức. Thì ít nhất em cũng phải đứng kế bên một cái bóng hồng nào đó em mới sung sức để em chơi, còn đứng với anh. Thôi, hai đứa về với nhau đi. Hai đứa về với nhau đi. Tôi đứng cạnh anh đi, sung sức lắm. Trời ơi, thưa quý vị, không biết chơi sao đây. Nhiệm vụ của các cặp đơn giản, đoán hai cháu cộng lại sẽ nhào lộn được bao nhiêu vòng. Giờ Khoa với Quang đoán trước đi. 120 hả? Cái gì? 120. Em đang đo huyết áp sao mà 120? Tầm mỗi người còn được 6 vòng không? Em nghĩ là hơn. Ít nhất là cũng phải 7 8 cái hả? 8 cái, 2 cháu là 16 cái. 16 cái anh. Không, 16 là 16 cả 2. Cái. Ừ, thì cả 2. Trời ơi. Xoáy công vụ hả? 16 vòng đúng không? Rồi, Harry thấy sao? Đội mình. Đội em thì nãy giờ cũng phân tích, tại vì thấy bé kia hồi này làm cái đó 2 lần mà rất là một cách nhẹ nhàng. 2 lần thì nó khác, 4 lần nó sẽ mệt và lần thứ 5 thì là sẽ đuối. Mình chốt là bao nhiêu? 18 đó chị. Được cả ngày không? Kệ đi. 18. 18. 16, 18 và đội mình. Tại em thấy maximum mấy bạn biểu diễn 3 vòng là hết cỡ. Em không nghĩ thế. Đấy là trong bài đó nhảy là mấy thôi. Mấy bạn lớn, còn mấy bạn nhỏ thì có vẻ sẽ nhảy được nhiều hơn. Nhưng mà một người để bật liên tục như vậy, mà một hơi như vậy thì gọi là phải gọi là kỹ năng gọi là dữ dằn mới có thể làm được điều đó. Hai bạn này là nhảy từ nhỏ. Nhảy từ luôn. Nhỏ thì em nghĩ là mười mấy Khoa. Chị thì chị nghĩ 12 á. Em 15. Dữ vậy. Và chốt là làm 13. 13, ok. 13, 16, 18. Mời quý vị. Cố lên con ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi.
phải, từ từ. 10 mà bên đây 13 là coi như thua rồi. Không lẽ nhỏ giờ nhảy có 3 cái đúng không? Khả năng em và Ellie Trần là cao nhất. Là tụi em. Không lẽ nào. Anh Bảy, chơi. Con ơi, 6 vòng nghỉ quá. 6 vòng thôi con. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Như vậy là hai anh em mang về 20 cái nhào lộn, 2 điểm thưởng dành cho đội Harry và Ellie Trần, 1 điểm thưởng dành cho Ôn Vĩnh Quang và Mạc Văn Khoa, Chậu Đăng Khoa và Lâm Vĩ Dạ. Thất bại là mẹ thành công mà. Đúng vậy. Hai đứa mình là mẹ của hai đứa con nữa. Bây giờ vậy nè, ngoài cái chiêu nhảy ra, bây giờ mình đã làm xong rồi, bây giờ mình có tặng một cái chiêu gì đó khác không? Tặng thôi, tặng cho chương trình rồi. Rồi, coi nè, nhạc lên nè. Hay quá con, trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Rồi, rồi anh hai làm thay thế bình thường đúng không? Bây giờ là đấu hip hop, mời con Mạc Văn Khoa. Khoa đó là đặt bài hồi nãy á, bài nhạc hip hop chuẩn bị. nhà chuẩn bị. Chúng ta lưu ý làm gì cũng được, đừng ke đầu. Hư tập. Cố lên, cố lên. Âm nhạc chuẩn bị 3, 2, 1. Tôi vừa nghe một tiếng ầm rất mạnh, không phải là tiếng trống trong âm nhạc mà là tiếng đùng của sân khấu, quá khủng khiếp. Rồi ngày hôm nay cảm ơn các con rất là nhiều, vỗ tay cho các cháu, vỗ tay cho các cháu. À, và các con vỗ tay cho các cô chú.
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thưa quý vị, một phần nhỏ thôi thấy chương trình háo hức như thế nào rồi. Chương trình sôi động lắm, quý vị đừng chuyển kênh. Chúng tôi kỳ tài thách đấu. Wow, 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 wow. Oh.